Xin chào các bạn, chào mừng các bạn trở lại với nhóm review. Hôm nay nhóm review sẽ giới thiệu đến các bạn module audio Bluetooth V2. Đây, trên tay mình là module audio Bluetooth V2. Thì module này sử dụng nguồn là DC 5V, cấp qua cổng micro USB. Bên cạnh cổng micro USB này thì chúng ta có một cổng audio 3.5 dùng để lấy tín hiệu audio đầu ra. Ngoài ra thì đây có một khe cắm thẻ nhớ và một cổng USB 2.0. Thì chức năng của module này như sau. Module này có hai chức năng cơ bản, đấy là chức năng thứ nhất là kết nối Bluetooth với điện thoại để phát nhạc từ điện thoại ra cổng audio 3.5 này. Chức năng thứ hai là giải mã âm thanh trực tiếp từ thẻ nhớ hoặc từ USB và phát ra cổng USB 3.5 này. Sau đây thì mình sẽ giới thiệu đến các bạn là chức năng là phát nhạc qua Bluetooth. Đây. Thì đầu tiên mình sẽ cấp nguồn qua cổng micro USB. Đây, thì các bạn thấy đèn nguồn sẽ nhấp nháy. Sau đó mình sẽ tiến hành cắm jack audio 3.5. Đây, mình sẽ dùng điện thoại. Mình sẽ bật Bluetooth. Đây thì các bạn có thể thấy, chúng ta sẽ quét được tên thiết bị là Bluetooth Audio V2. Các bạn bấm vào thiết bị. Đấy. Thì điện thoại sẽ tự động kết nối với module và module sẽ thông báo cho chúng ta. Đây, bây giờ mình sẽ phát nhạc. Đây. Trên module này thì có hỗ trợ 5 cái nút chức năng. Đây, nút thứ nhất là nút mode thì dùng để chuyển đổi giữa chế độ là phát nhạc qua Bluetooth hoặc là giải mã trực tiếp từ thẻ nhớ hoặc là USB. Nút thứ hai là nút play. Thì đây các bạn thấy đấy. Đây, nút này thì có chức năng là cho chúng ta là tạm dừng hoặc là phát nhạc tiếp. Đây. Nút next này thì dùng để chuyển tới bài hát kế tiếp. Đây. Một chức năng nữa của cái nút next này đó là chúng ta sẽ nhấn giữ nó xuống để tăng âm lượng. Đấy, các bạn có thể thấy. Tiếp theo là nút back. Nút back này thì dùng để quay lại bài hát trước. Đây, nhấn giữ nhấn thả thì sẽ quay lại bài hát trước. Đây, hoặc các bạn có thể nhấn giữ nó xuống để giảm âm lượng. Đây, trên module này thì có một nút chức năng rất là hay, đấy là nút EQ. EQ là equalizer ấy. Thì các bạn có thể sử dụng nút này để chuyển đổi giữa để sử dụng các bộ equalizer có sẵn để chuyển đổi giữa các thể loại nhạc, ví dụ như là pop, rock hoặc là jazz. Đây thì mình sẽ thử các bạn. Đây. Đây. Đấy là chức năng Bluetooth. Khi đang phát nhạc Bluetooth, các bạn cắm thẻ vào. Module sẽ tự động chuyển sang chế độ giải mã từ thẻ SD. Này. Sau khi mà các bạn tháo thẻ ra thì module sẽ lại tự động kết nối lại Bluetooth. Này, các bạn bấm play. Đây, đây là phát nhạc từ điện thoại. Với USB cũng tương tự như vậy, các bạn chỉ cần cắm USB
Module sẽ tự động chuyển sang giải mã. Khi đang cắm USB hoặc thẻ nhớ, các bạn cũng có thể nhấn nút mode để lại chuyển sang chế độ phát nhạc từ Bluetooth. Play. Trên đây thì nhóm review đã giới thiệu với các bạn module audio Bluetooth V2. Với module audio Bluetooth V2 này thì các bạn có thể biến chiếc loa bình thường của mình ở nhà thành một chiếc loa Bluetooth, hoặc là thành một chiếc máy nghe nhạc từ thẻ MP3. Kích thước nhỏ gọn. Video giới thiệu về module audio Bluetooth V2 của nhóm review đến đây là kết thúc. Xin cảm ơn sự chú ý theo dõi của các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.